Xin chào quý vị và các bạn. Thì phiên giao dịch buổi sáng hôm nay đã kết thúc rồi. Hôm nay tôi lại quay trở lại để đánh giá thị trường. Thì về cơ bản thì nó vẫn thế thôi. Nó vẫn hôm nay thì có dao động mạnh. Hôm nay dao động rất là mạnh đấy. Đấy, hôm nay cái biên độ thì nó cũng không phải là lớn nhưng mà nó dao động khôn lường nên hôm nay có những cái nhịp tăng rồi giảm. Đấy, nó làm cho phe mua và phe bán có nhiều cái tâm lý bất ổn đấy nha. Thị trường thì kết phiên buổi sáng thì hơi xanh đúng không, hơi xanh cộng 0,19%, cộng 2,58 điểm đấy, nhưng có những giai đoạn nó bị đỏ đỏ nha, đỏ. Và khối ngoại thì vẫn bán ròng. Đấy, buổi sáng đã bán 157,5 tỷ. Đấy. Và cái giá trị giao dịch buổi sáng hôm nay ấy là nó 12.017 tỷ. Đấy, hơn 12.000 tỷ một chút. Thì đấy là những cái con số mà nó làm cho chúng ta suy nghĩ ở cái chỗ là tiền đẩy vào rất là mạnh nhá, nhưng chỉ số không đẩy được. Đấy. Các bạn hình dung thế. Có nghĩa là áp lực bán cực lớn. Và những cái nhịp đẩy tiền như này này là nếu như cái số tài khoản mở mới mà dừng lại ấy, dừng lại nhé, đây là nếu chúng ta không biết và chúng ta cũng không biết luôn là số tài khoản mở mới đấy có bao nhiêu tiền, giá trị là như thế nào. Nhưng quan điểm của tôi ấy là những người mà nhiều tiền ấy không phải người ta không mở mới ở cái giai đoạn này đâu. Những giai đoạn này là những giai đoạn mà những người mà ít tiền đấy, nghe cái ông hàng xóm nói là ui chứng khoán kiếm tiền dễ lắm đấy, sốt ruột lúc đầu bảo ui nó đang ken cao rồi mở làm gì đúng không, khó ăn lắm không ăn được đâu, nhưng hôm sau ông hàng xóm lại bảo lại kiếm được mấy trăm triệu trên chứng khoán đấy, sốt ruột vác tiền đi mở tài khoản đấy. Thì cái số đấy là cái số ít thôi, cái số đấy là cái số cái số người thì ít nhưng mà cái số tiền trong tài khoản đấy thì sẽ không nhiều đâu, thường khoảng 100 triệu trở lại thôi, tôi nghĩ là không nhiều đâu. Và vì thế nên là nó sẽ rất là nguy hiểm ở cái chỗ là cái lượng tiền vào chúng ta không ước lượng được, nếu mà lượng tiền vào lớn ấy, thì nó phải đẩy rất là mạnh nhưng mà đây đẩy không mạnh nha, đấy, tiền đổ vào rất lớn và sẽ đặt ra một cái câu hỏi là liệu cái margin nó có ảnh hưởng hay không, bởi vì mỗi một nhịp đẩy này này mà không có lượng tiền thật ở ngoài bơm vào ấy thì là tiền là từ margin đẩy ra, bởi vì tiền khối ngoại vẫn rút ra mà, các bạn hình dung nha, mỗi một phiên rút hàng trăm tỷ, mấy trăm tỷ, có phiên rút cả nghìn tỷ ra đấy, các bạn hình dung như thế đấy. Và cái lượng tiền bơm vào ấy nếu như không đủ lớn như cái lượng tiền rút ra ấy thì cái việc đẩy chỉ số này là do margin mà ra, và nếu mà đẩy chỉ số mà do margin ấy thì nó sẽ ảnh hưởng một cái rất là nguy hiểm là nếu mà chỉ số nó cứ giữ hoặc nó cứ tăng ấy thì không sao, margin nó không ảnh hưởng gì đâu, không ảnh hưởng gì, và cái margin nó lại mở rộng ra, các bạn hình dung ra thế. Ví dụ bây giờ chỉ số đang 1.390 điểm, 394 điểm thì margin đang full chẳng hạn, ví dụ thế. Nhưng cái lượng tiền mà vừa margin đấy mà đẩy được chỉ số lên thành 1.400 chẳng hạn thì cái margin nó lại không còn full nữa, nó lại không chặt nữa, nó lại rộng ra. Đấy, lại có một lượng tiền mới từ margin đấy lại đẩy tiếp. Đẩy tiếp, nhưng có một cái phiên mà nó sập xuống một phát thì cái margin đấy bị thắt chặt lại và bị call margin. Đấy, call margin thì người ta cho cái thời gian đấy để nạp tiền vào, nếu như trong cái thời gian đấy mà không có tiền nạp vào đấy nó sẽ chia thành hai trường hợp, nếu mà có tiền nạp vào thì không sao, không có tiền nạp vào ấy thì bắt buộc phải bán giải chấp, và bán giải chấp ấy thì nó sẽ xảy ra một cách rất nhanh và rất ồ ạt đấy. Ví dụ như là cổ phiếu nào đấy mà có những cái khối lượng rất là lớn bị margin mạnh đấy, lúc đấy bán ra người ta bán ấy thì nó lại bị một cái là không phải là bán theo cái cổ phiếu mà chúng ta yêu cầu đâu, người ta bán bất kỳ cái cổ phiếu nào ở trong cái tài khoản của chúng ta đấy, cái cổ phiếu có khi chúng ta không muốn bán nhưng vẫn bị bán, còn cái cổ phiếu chúng ta muốn bán ấy thì người ta lại không bán, chúng ta sẵn sàng chịu lỗ để chúng ta bán để chúng ta giữ cái cổ phiếu kia nhưng mà người ta sẽ không làm như thế đấy, cái việc khôn margin nó lại bị một cái dở hơi là như thế. Và khi mà cái lực bán giải chấp nó dồn dập ấy thì sập xuống thôi, nó chỉ cần khoảng 30 điểm, 40 điểm thì tôi đảm bảo rằng là có một sự thiệt hại không hề nhẹ đúng không? Và chúng ta còn ngày phiên ngày mai nữa là kết tuần rồi, phiên ngày mai nữa là cuối tuần rồi, và
Và đấy, chúng ta cũng đủ 3 tháng, 3 tháng chờ đợi để có thể nhìn thấy được rõ ràng hơn là thị trường nó như thế nào. Thế chỗ này thì về cơ bản là nó cũng chưa rõ ràng đâu, nó chưa rõ là nó có thể đi lên hay đi xuống đâu, về cơ bản là thế. Nhưng những cái chỗ này này là cái chỗ bán nó mới dễ, nhưng đến lúc mà nhìn thấy nó đi như cái cây này rồi thì bán nó lại khó. Đấy, đấy là cái những cái đặc điểm, những cái đặc điểm. Thế thì cái cách ứng xử ấy, nếu mà bán hết ở chỗ này ấy, thì nó lại bị dở cái là bởi vì chưa rõ ràng là nó lên hay xuống. Đấy, đến tuần sau nó cứ phi thẳng ở mầm lên ấy thì coi như là thôi rồi, mất cơ hội. Đấy. Thế thì ở cái chỗ này này, quan điểm của tôi ấy, đây là quan điểm của tôi nhá, tôi cũng không khuyên các bạn, nhưng mà tôi đưa ra quan điểm các bạn có thể nghe theo hoặc không nghe theo, là bán hết những cổ phiếu yếu đi và giữ những cái bạn mà không dùng margin ấy thì nên giữ 30% tiền trong tài khoản. 30% tiền là quá mạnh ở trong tài khoản giai đoạn này, 30% tiền đấy, nó mà lên thì 70% cổ phiếu đấy các bạn vẫn lãi, lãi nhiều được khác. Còn nó mà đi xuống ấy thì 30% tiền đấy sẽ giúp các bạn kiếm được lợi nhuận đáng kể, và khi mà nó dập xuống ấy thì các bạn phải dùng 30% tiền đấy để mua những cái cổ phiếu mà các bạn có sẵn thôi, đừng có nhảy sang những cái cổ phiếu mới, đừng có nhảy sang cổ phiếu mới. Và cái cách mua ấy thì tùy mỗi bạn sẽ có một chiến lược, tôi cũng không chia sẻ được hết, bởi vì cơ bản là tôi vẫn đang dùng cái đấy để tôi kiếm, tôi dịch vụ để tôi kiếm tiền, nên là tôi cũng không thể chia sẻ được hết các cái bí quyết để có thể tồn tại được ở những cái giai đoạn khó khăn đấy. Thì mong rằng các bạn có thể giữ vững được cái tài khoản của mình để chúng ta có thể chiến đấu lâu dài, và chỉ có khi nào cái tài khoản vững bền lâu dài thì các bạn mới kiếm được lợi nhuận. Còn nó cứ không ổn định ấy là nó sẽ ảnh hưởng đến tâm lý và sẽ rất khó kiếm tiền. Đấy, tôi đấy là một cái điều mà tôi khẳng định với các bạn, bởi vì tôi đã trải qua rất nhiều cái thứ, tôi rút ra kinh nghiệm. Đấy, tôi cũng đã để ý rồi. Các bạn để ý ví dụ như trẻ con ấy, các bạn cứ để ý nó xem là nếu như chúng ta càng cấm rồi càng thế nọ thế kia ấy thì nó càng tò mò. Đấy, nó càng muốn làm cái nọ làm cái kia. Đấy, nhưng đấy các bạn, tôi bảo con tôi ấy là điện rất là nguy hiểm. Tôi cho nó thử vào cái vật muỗi, nó sợ, nó giật mình một cái sợ là lần sau làm gì những cái thứ thiết bị về điện ấy có dám đụng vào đâu. Thì đấy là cái bản năng của con người, và các bạn cứ để ý xem, các bạn mà bị một cái tình huống nào đấy nó làm cho sợ hãi rồi ấy, là lần sau trong đầu của các bạn nó sẽ chứa đựng những cái thứ kinh khủng lắm, và nó sẽ làm cho chúng ta dễ mất tiền hơn là những cái thứ mà chúng ta bình tĩnh. Nên tốt nhất là chúng ta làm sao đấy để cho nó an toàn, để không xảy ra những cái tình huống như thế đấy, những không xảy ra những cái tình huống tâm lý nặng nề như thế thì sẽ không sao cả. Chúng ta cứ kiếm tiền từ từ, mỗi ngày kiếm một ít cả sao cả, và đủ tiền để sinh hoạt hàng ngày, đủ tiền để đi chơi, thế là được rồi. Còn đừng có mơ ước là sẽ kiếm được rất nhiều tiền để thay đổi thế giới này, nó khó lắm. Cái đấy để cho ông Phạm Nhật Vượng ông ấy làm, đúng không? Đấy, và quan điểm của tôi thế, nên là tôi cũng chia sẻ cái clip buổi sáng ấy, nên là rất nhiều từ khi cái email của tôi được công khai ấy, thì có rất nhiều người nhắn tin vào email đấy, kích vào đường link để nhận quà rồi là tham gia thị trường forex này khác. Tôi khẳng định luôn là tôi không ham tiền, nên là những cái thứ đấy không không giải quyết được cái gì đấy nha, không không giải quyết được đối với tôi đấy. Và tôi cũng nói luôn với các bạn lại một lần nữa là kiếm tiền nó là công việc khó khăn, không dễ đâu. Và những người mà có rất nhiều tiền đấy, nói chung là cái hàng mà nghìn tỷ trở lên đấy là trí tuệ người ta xuất sắc đấy, người ta xuất sắc đấy, tôi khẳng định thế. Có thể là có những cái điểm mà người ta cũng không thể tốt được, bởi vì con người nó không thể toàn diện được đâu, nhưng mà người ta là những con người xuất sắc chứ không phải dễ để có được nghìn tỷ đâu đấy. Nên nên tôi nói với các bạn thế, nên những ai mà nói là lợi nhuận nó dễ quá ấy, đừng có tin, đừng có tin, nó không dễ đây đâu nha, kiếm tiền là khó đấy. Và tôi lại tôi xem cái VN30 tí, VN30 đấy, VN30 thì các bạn hình dung ra, tôi cũng không phải lúc nào tôi cũng ngồi tôi nhìn chỉ số đâu, tôi cũng không thèm để ý luôn. Đấy, hôm nay VN30 buổi sáng đang xanh nhá, đang xanh như này với sợ này. Đấy, đang xanh như này nhá, đang xanh này rất sợ, với cái đám ngân hàng này nó mà trở mặt một phát ấy thì sập nặng luôn đấy. À, chúng ta nhìn nhá, một con ngân hàng xanh này, hai con ngân hàng xanh, ba con, bốn con ngân hàng nhá, năm con ngân hàng.
đấy, 5 con ngân hàng xanh. Và cái bọn ngân hàng này nó rất là hay trở mặt ở giai đoạn này, bởi vì tôi đã khẳng định với các bạn là cái vùng bán của bọn ngân hàng này nó rất là lớn. Vì cái vùng bán lớn nên là, và cái giai đoạn này là thị trường không biết là đỉnh hay chưa, nhưng nó ở cái vùng cao rồi, nên cái lượng tiền ấy nó không đủ nhiều đâu. Không đủ nhiều làm sao mà đẩy được. Bây giờ cứ đẩy lên cái đám mà đang kẹt ở trên ấy, nó đang lỗ khoảng 30%, 20% ấy, nó gần gần hồi vốn rồi, nó vác ra nó bán thì có mà chạy vào mắt, đúng không? Đỡ hơn sao được. Đấy, các bạn chỉ cần cái tư duy đơn giản như thế thôi thì các bạn sẽ hình dung ra. Đấy, trừ những cái cổ phiếu ấy, nó thuộc những cái công ty mà các bạn hình dung ra là nó kiếm tiền trường tồn, dịch không ảnh hưởng gì. Đấy, tôi có sợ những cái đấy đâu, mà hôm nay có một cổ phiếu nó đổ đỏ rất là nặng. Tôi nghĩ là ở trong cái các bạn ở trong cái nhóm của tôi cũng đang bị lỗ ở cái cổ phiếu đấy. Hiện tại chỉ bị lỗ mình cái cổ phiếu đấy thôi. Nhưng mà tôi bảo đừng có bán, cứ đỏ mua thêm, cứ mua, nhưng mua phải có chiến lược, bởi vì tiền của chúng ta nó không phải lắm ít, nó không phải là vô hạn, các bạn hình dung thế. Chúng ta mua chiến lược, đấy, mua chiến lược. Và khi mà chúng ta mua chiến lược rồi ấy, chúng ta có lượng cổ phiếu ở trong tài khoản nhất định rồi, và các bạn hình dung ra cái giai đoạn này mà kiếm được một cái công ty mà tiền nó trường tồn, nó không bị ảnh hưởng với dịch ấy, nó khó lắm, nó kiếm được mà lại kiếm được nhiều. Đấy, mà nó dịch không bị ảnh hưởng gì, dịch nó còn làm cho nó kiếm được nhiều tiền hơn. Đấy, thì các bạn phải hình dung như thế, thì làm gì phải sợ hãi, không có gì sợ hãi cả nha. Đấy, và tiền, cái lượng tiền ở trong tài khoản đấy nó đã nhiều rồi, nó khoảng hơn 30% tài khoản rồi, thì làm gì phải sợ. Tôi bảo cứ mua 100 cổ phiếu một, các bạn mua từ giờ đến hết năm cũng không mua hết được cái số tiền của đấy. Mỗi một lần mua hết có vài triệu, mua đến bao giờ cho nó hết. Mỗi lần mua 100 cổ phiếu hết có vài triệu là đến bao giờ cho nó hết được cái lượng 30% tiền. Đấy, các bạn hình dung thế. Nhưng mà tôi giới hạn là mỗi ngày chỉ được mua tối đa là 1.000 cổ phiếu thôi, ví dụ thế. Đấy, đấy là những cái cách mà chúng ta chống chọi được, vượt qua được. Và chúng ta biết cái cổ phiếu đấy nó là sẽ bùng lên, và nó lúc nó phi lên ấy là nó không phi nhẹ đâu, nó phi rất là mạnh. Đấy, nó phi mạnh. Lúc nó xuống thì nó cứ xuống lừ, nó xuống vậy. Rất nhiều người là không chịu được, vác ra bán, chịu lỗ bán. Nhưng chúng ta phải đánh giá được. Và vì thế nên tôi mới nói là cái phân tích cơ bản của tôi ấy, nó rất có giá trị. Đấy, tôi bật chương trình để chạy luôn. Trong quá trình tôi nói, tôi bật chương trình chạy. Cái phân tích cơ bản của tôi nó có rất có giá trị là thế. Là chúng ta biết được là cái cổ phiếu nào chúng ta nên mua theo cái chiến lược bình quân giá xuống. Nha, bình quân giá xuống ấy là không nên mua, và không bao giờ mua cái bình quân giá xuống. Nhưng tùy cổ phiếu thôi, có những cổ phiếu mà tôi vẫn dùng cái bình quân giá xuống. Đấy, và thường ấy là lãi nhiều. Những cổ phiếu mà bình quân giá xuống mà xác định nó tốt rồi, cứ giá xuống là bình quân giá xuống là lãi nhiều. Và cái kiểu bình quân giá xuống đấy là đúng theo cái quy tắc của ông phiêu thao luôn. Nó đánh giá được luôn cái tiềm năng của cái công ty đấy rồi ấy, thì không có gì sợ. Đấy, cứ mua tích lũy bình quân giá xuống. Còn lại phần lớn các cổ phiếu là không mua bình quân giá xuống. Mua bình quân giá xuống là chết, bởi vì những cái của nó bán ra là của ôi thôi nha. Hôm nay những cái ở đây cái danh sách này, danh sách khác, danh sách này thì tôi danh sách này tôi không tôi tìm kiếm cổ phiếu cho cá nhân tôi thôi nha, cho đội nhóm của tôi thôi. Hiện tại bây giờ tôi giữ cái danh sách lại, tôi không public, công khai. Hôm nay đây, cổ phiếu có ITA này, hôm nay có tiền vào nhẹ nhá. HQC có tiền vào nhẹ này. HPG. Đấy, có 3 cổ phiếu thôi nhá. Và tăng mạnh này. Đấy, và đừng sợ hãi, chúng ta đừng sợ hãi. Nếu mà sợ hãi là sẽ bị sa lầy và sẽ nguy hiểm ngay. Một là không thăng hoa quá, hai là không sợ hãi. Đấy. Đấy là cái quan điểm của tôi. Và chúng ta phải cố gắng thôi, chúng ta phải cố gắng điều chế cảm xúc thôi, chả có cách nào khác. DID nhá. Đấy, cái nhóm đất thì nó cũng đang có cái tín hiệu gì đấy đấy. Cái nhóm vật liệu xây dựng nó vẫn tăng mạnh. Rất nhiều cổ phiếu đẹp nhé. Đấy, mà hôm nay có 28 cổ phiếu.
Cường Gia Lai, Phú Cường Gia Lai lại định lái à? Phú Cường Gia Lai là đang có một cái tình huống là rất nguy hiểm, khả năng rất là cao là bị phá sản đấy. Nên là các bạn nếu nếu như mà các bạn chơi theo cái bài gọi là cá độ cá cược ấy thì vừa phải đấy nhá. Bởi vì là những cái công ty mà nó có lượng tiền lớn ấy, tài sản lớn ấy, nó cũng không dễ để mất đi đâu. Nó phải có cách để nó thu lại, và thường ấy là nó sẽ bị lên lái cổ phiếu đấy, lòng đấy luộc đi luộc lại để kiếm tiền, và nó đang bị dính vào đấy những cái scandal về đất đai đấy, nên là nhiều khả năng là bị đứt đấy nha. Đấy, nên cảnh giác thì chúng ta cảnh giác, khi mà cảnh giác ấy thì ví dụ như tài khoản của các bạn có 1 tỷ chẳng hạn thì các bạn chỉ dùng 50 triệu thôi, thì cá độ mất thì thôi đấy thì không sợ. Còn nếu mà ăn ấy thì những cái cổ phiếu này nếu mà thực sự mà nó lái ấy, là nó sẽ tăng mạnh 50 triệu mà các bạn hình dung ra mà nó tăng gấp khoảng 3 4 lần thôi thì cũng ăn đủ rồi, cần gì phải nhiều. Và đừng tham, đấy đấy là cái cách của tôi. Thường chúng ta bị sa lầy, chúng ta bị mất tiền là vì chúng ta quá tham. Còn nếu mà chúng ta giữ bình tĩnh, chúng ta nghĩ là tiền đấy không phải của chúng ta, nó là tiền của thiên hạ không phải của chúng ta ấy, thì chúng ta sẽ không việc gì cả, nó sẽ tỉnh táo nhá. Và cuối cùng chúc quý vị và các bạn bình an. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip sau. Và tôi vẫn sử dụng cái dịch vụ đấy nhá. Quý vị và các bạn cần tư vấn thì cứ inbox cho tôi. Đấy.